Cây sâm đất là một loài cây mọc hoang khá phổ biến tại nước ta. Cây có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe, chữa hen suyễn, vàng da, thiếu máu, các bệnh về gan và lá lách. Cách phổ biến nhất để dùng cây sâm đất được mọi người ưa chuộng đó là dùng cây sâm đất ngâm rượu. Vậy cây sâm đất ngâm rượu có tác dụng thế nào, được chế biến như nào để có hiệu quả tốt nhất? Các bạn tìm hiểu thông tin dưới đây nhé. Hình ảnh cây sâm đất. Cây sâm đất hay còn được gọi là sâm nam, sâm rừng, sâm quy bầu tên khoa học Vetiver diffusa L. B. Repensler, cây thuộc họ hoa phấn Nictaginaceae, mô tả cây sâm đất. Cây sâm đất là loài cỏ thân thảo sống dai, thân cao 50cm, có lông mọc tỏa ra sát đất, rễ xoắn và phình to thành củ lá mọc đối, có cuốn, phiến lá bầu dục, mặt trên có lông thưa, bì có rìa lông cứng, mép lượn sóng, mặt dưới có nhiều lông màu trắng lục. Cụm hoa cây sâm đất là hoa chùm mang tim ba hoa không cuốn. Các nhánh hoa có nhiều lông tròn dính vào quần áo. Hoa màu đỏ tía, có 1-2 nhị. Quả hình trụ, phồng ở đầu, có lông dính. Cây ra hoa kết quả quanh năm, chủ yếu vào tháng 4-6. Sử dụng, cây thường thu hái quanh năm, có thể dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần. Một phần sử dụng, dùng rễ cũ và lá sâm đất làm thuốc chữa bệnh hoặc nấu ăn. Tác dụng của cây sâm đất ngâm rượu. 1. Bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi. Củ sâm đất có chứa một loại đường gọi là fructan isosaccharide, có thể làm giảm mức triglycerides và lipoprotein đến mức thấp nhất, từ đó làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Bạn có thể dùng củ sâm đất mỗi ngày. Sự khác biệt rõ rệt sau khoảng 1 tuần sử dụng, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh, chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi sẽ không còn. 2. Điều trị ho, suyễn. Theo đông y ghi lại, củ sâm đất có tính hàn, vị hơi đắng, cay, có tác dụng long đờm, hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn khá tốt. 3. Điều trị tiểu đường. Cây sâm đất được xem là loại dược liệu chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Duy trì 1-2 tháng dùng cây sâm đất, bạn sẽ thấy đường huyết trong máu dần dần đi vào ổn định. Xem chi tiết, tác dụng của cây mật nhân với bệnh tiểu đường và những lưu ý. 4. Tác dụng nhuận tràng, điều trị táo bón. Chỉ theo nghiên cứu ghi nhận, những trường hợp khó tiêu, sâm đất hoạt động giúp làm giảm trừ gas trong hệ tiêu hóa, giảm đau bụng. Sâm đất còn giúp giảm táo bón, điều trị các bệnh về táo bón và trị kéo dài rất tốt cho hệ tiêu hóa. 5. Tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát gan. Tác dụng chính của cây sâm đất là tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, có thể dùng củ sâm đất sắc nước uống, hoặc nấu canh lá sâm đất để giúp giải độc gan vô cùng hiệu quả. Xem chi tiết, cách sử dụng cây mật nhân trị bệnh gan hiệu quả. 6. Điều trị bệnh huyết áp cao. Sử dụng sâm đất hàng ngày có tác dụng điều hòa huyết áp, hạn chế tối đa tình trạng huyết áp tăng đột ngột. 7. Cải thiện huyết áp tim mạch. Tác dụng của cây sâm đất chính là chữa bệnh cao huyết áp. Chính vì vậy bạn có thể thực hiện với bài thuốc đơn giản và sử dụng mỗi ngày, không những cân bằng huyết áp mà còn hạn chế tình trạng cao huyết áp đột ngột. Chế biến cây sâm đất ngâm rượu. Chuẩn bị, sơ chế củ sâm tươi qua nước, dùng khăn mềm với nước để rửa sạch phần đất bám trên củ sâm, hoặc dùng bàn chải sạch để rửa sâm đất, loại bỏ đất bụi. Chọn rượu trắng, rượu nếp hoặc rượu tẻ ngon, nồng độ 40 độ trở lên. Lựa chọn bình ngâm rượu, bình thủy tinh hoặc bình sành sứ, không sử dụng bình nhựa hoặc bình kim loại. Cách chế biến cây sâm đất ngâm rượu. Thả từ từ củ sâm vào một cách nhẹ nhàng, chỉnh lại cho đẹp. Đổ lượng rượu đã chuẩn bị vào bình, đóng kín nắp để vào chỗ mát. Thời gian ngâm rượu sâm đất khoảng 3-6 tháng thì có thể lấy rượu sâm lần một để dùng, hoặc lấy rượu cốt ra rồi tiếp tục ngâm lần 2, lần 3 và trộn đều phần nước rượu cốt lần 1 với nhau rồi mới dùng. Lưu ý, khi sử dụng cây sâm đất ngâm rượu không dùng sâm đất cho phụ nữ đang mang thai. Khi dùng sâm đất nên tham khảo qua ý kiến thầy thuốc để sử dụng. Sử dụng đúng liều theo quy định. Sâm đất có thể gây độc nếu sử dụng quá liều hoặc sử dụng sai cách.
Khi sử dụng với liều cao có thể gây nôn mửa và ra nhiều mồ hôi. Không phải bộ phận nào của cây đều có thể dùng được khi sử dụng củ sâm đất, cũng như bất cứ bộ phận nào để làm thuốc nhất thiết phải tham khảo ý kiến bác sĩ. Trên đây là những thông tin về cây sâm đất ngâm rượu. Nếu muốn tìm hiểu thêm về những loại cây dược liệu khác, các bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's love us. Bye.